Kinh tế cơ bản, tập 6. Những nhà bán buôn chính là một trong những thành phần vô cùng quan trọng trong kinh doanh. Nhưng mà họ làm công việc gì nhỉ? Hôm nay chúng mình sẽ cùng học về những nhà bán buôn nhé. Vai trò của những nhà bán buôn. Sếp ơi, món mứt của chúng ta ngon nhỉ? Đây chính là thực lực của tôi đó. Tôi muốn nói vậy, nhưng mà thực ra đều là do trụ sở của mình đó. Lúc nào cũng giúp chúng ta có thêm những lời khuyên nên bán như thế nào. Quả nhiên sếp không có trụ sở thì không sống được, đúng không? Quả là những đại lý phân phối tuyệt vời. Đại lý phân phối là gì ạ? Trong quá trình phân phối thì sẽ có những nhà bán buôn kết nối giữa nhà sản xuất và những nhà bán lẻ. Họ sẽ lấy đồ từ sản phẩm từ bên nhà bán buôn và bán lại cho bên nhà bán lẻ. Ví dụ như có 3 nhà sản xuất và 5 nhà bán lẻ. Nếu trực tiếp giao hàng thì chúng ta sẽ phải giao những 15 lần. Nhưng nếu có một nhà bán buôn ở giữa thì số lần lấy đồ và bán đồ chỉ là 8 thôi. Và từ đó thì số lần lấy đồ và bán đồ sẽ giảm đi và cũng tiết kiệm được chi phí lưu thông. Hơn nữa, bên nhà bán buôn sẽ lưu trữ các sản phẩm này trong một thời gian và giảm đi một rủi ro lớn cho những nhà bán lẻ. Các bạn có thể điền vào dấu hỏi chấm không? Các loại nhà bán buôn là những nhà bán buôn đều đang làm một công việc vô cùng quan trọng mà chúng ta không thể nhìn thấy. Đúng vậy, nếu không có họ thì một mình tôi là sẽ phải tập hợp tất cả các sản phẩm như này đấy. Thật là tuyệt vời đúng không ạ? Cuối cùng em đã biết được sự tuyệt vời của chúng ta rồi đúng không? Nhưng mà sếp thì không. Vậy làm như thế nào mà họ có thể thu thập và vận chuyển được rất nhiều hàng hóa như vậy ạ? Các nhà bán buôn sẽ được chia ra làm 3 loại dựa vào chức năng. Đầu tiên, đó chính là chức năng tập hợp. Họ sẽ tập hợp tất cả các sản phẩm từ bên nhà sản xuất. Sau đó sẽ là chức năng kết nối, cầu nối, nhận những sản phẩm từ với số lượng lớn và sau đó bán lại cho những nhà bán lẻ. Số 3, đó là chức năng phân tán. Sau khi thu thập và làm cầu nối thì họ sẽ bắt đầu phân tán các sản phẩm này cho bên nhà bán lẻ. Đây chính là 3 chức năng chính của những nhà bán buôn và tạo cho sự lưu thông có thể trôi chảy thuận tiện. 次の空欄に入る言葉は? Các bạn thử điền vào dấu hỏi chấm nhé. 回答は番組ホームページの学習メモで確認しましょう。卸売業の動向. Xu hướng của nhà bán buôn. 卸売業者っていろいろなところで橋渡しをしてくれているんですね. Vậy là những nhà bán buôn tạo một vai trò cầu nối ở rất nhiều nơi đúng không? Đây chính là những vị anh hùng âm thầm cống hiến đó. Ừ,
Không biết họ là những người như thế nào nhỉ? Em rất muốn được gặp họ một lần. Thì em đã từng xem TV rồi, chắc là biết bên khu chợ này đúng không? Ê, khu chợ mà bán cái ạ? Vậy thì chúng mình sẽ cùng nhìn qua ba chức năng chủ yếu của nhà bán buôn bằng cách xem qua một thị trường buôn bán ở Tokyo nhé. Khu chợ này được ra đời vào năm 2018, rất là to khổng lồ và bán đủ các chủng loại từ rau củ quả này cho đến cá. Ở đây có cả những bên chủ yếu về cầu nối và thu thập hàng hóa. Và bên cạnh đó thì cũng có những bên sẽ làm nhiệm vụ phân tán hàng hóa. Và ở đây những nhà buôn thì được cho là có số lượng nhiều nhất trên Nhật Bản. Tất cả những loại cá tập hợp được sẽ bán đi cho các bên siêu thị với số lượng lớn. Không biết là từ giờ trở đi thì công việc này sẽ có xu hướng như nào. Tôi thì may sao là đã có những khu vực có thể bảo vệ và lưu giữ cá trong không gian kín. Nên tôi nghĩ là chất lượng và sự an toàn của sản phẩm cũng sẽ tốt hơn. Các đối tượng mua hàng thì sẽ mua và mua hàng hóa tại các cửa hàng như bình thường. Phải biết được nhu cầu của khách và chọn ra những mặt hàng mà khách thỏa mãn nhu cầu của khách. Những người có nhiều kinh nghiệm và đôi mắt tinh tường thì sẽ có thể nhìn rõ được nhu cầu của khách hàng. Và cuối cùng thì có thể khiến cho những vị khách sau khi ăn sản phẩm có thể nói lên là ôi ngon quá, làm điều tuyệt vời. Vậy thì những nhà bán buôn làm công việc cầu nối này thì sẽ là có vai trò như thế nào? Cần phải có một đôi mắt tinh tường để có thể nhìn được sản phẩm, chất lượng sản phẩm như thế nào. Sau đó dự đoán, phán đoán và có thể chọn ra những sản phẩm tốt. Nhờ có họ mà chúng ta có những món cá vô cùng ngon ở trên mặt bàn đó. Các bạn thử điền vào dấu hỏi chấm nhé. Vậy là nhà bán buôn, nhờ có họ mà chúng ta có thể mua được các sản phẩm ở cửa tiệm đúng không? Tôi cũng đang hướng tới trái tim của những người bán buôn này. Tôi sẽ nhanh chóng nhặt ra những đồ mà khách hàng muốn. Đó chính là nắm được trái tim của người buôn bán. Em không hiểu. Quả nhiên ý tưởng thì lúc nào cũng hơn rất nhiều người khác. Anh sếp ơi, hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo.